BBTV. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn đã nhìn thấy quả bí đao siêu to như thế này chưa? Wow, rất là to luôn. Tớ nhìn thấy rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ gì? Đúng rồi, tớ vừa mới nhìn thấy luôn. Thấy luôn. Đây là lần đầu tiên thấy đấy các bạn ạ. Ừ, to thật đấy nhở. Có khi nào quả bí đao này nặng hơn cả bạn Hằng không các bạn? Còn lâu nhá. Bạn biết tớ bao nhiêu cân không? Bạn á, bạn 47 cân. À đúng rồi, chẳng lẽ mà quả bí đao này hơn cả 47 cân. Nhưng mà tớ nghĩ quả bí đao này á cũng phải tầm 40 cân các bạn ạ. Không, tớ nghĩ là tầm 30 cân thôi. 30 cân, tớ nghĩ là 40 cân. Còn các bạn nghĩ quả bí đao này bao nhiêu cân? Thế bây giờ chúng ta hãy cùng hỏi anh chủ quán xem là quả bí đao này bao nhiêu cân nhá. Ok. À các bạn ơi, ở trong này còn có trà bí đao nữa đấy. Đúng rồi. Chúng ta sẽ vào thưởng thức trà bí đao nhá. Em chào anh ạ. Anh ơi cho em hỏi là quả bí đao này bao nhiêu cân hả anh? 30 cân. Đấy, đấy. Các bạn ơi, anh ấy bảo là 30 cân. Tớ đoán đúng rồi nhá. Tớ chỉ biết thì tớ giảm 10 cân đi thì cũng là đúng rồi. 10 cân bạn phải giảm mà. Bạn bảo là đoán là 47 cân mà. À, tớ bảo 40 cân. À đấy à. Các bạn ơi, bây giờ mình mua nước bí đao uống nhá. Ok. Em chào anh. Anh ơi cho em 2 cốc nước bí đao ạ. 2 cốc nước bí đao. 1 cốc không lạnh ạ. Các bạn ơi, các bạn uống trà bí đao bao giờ chưa? Uống trà bí đao cũng rất là mát đúng không nào? Bình thường tớ toàn uống cả bí đao lon thôi. Cảm ơn ạ. Tên tên các bạn ơi nè. Cốc này không có đá của bạn ấy. Của tớ mà. Tớ uống không đá cho ấm. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng nhau ra bờ hồ uống trà bí đao nhá. Ok đi nào. Các bạn ơi, bây giờ thì xin mời tất cả các bạn cùng ngắm hồ Gươm. Wow. Các bạn thấy đẹp không? Các bạn có nhìn thấy xa xa bên kia không? Đấy chính là tháp rùa đấy các bạn ạ. Bạn Tết định quên đúng không? Xíu nữa thì tớ quên mất. Xíu nữa thì quên. Các bạn ơi, đứng ở đây mát nhờ. Đúng rồi. Còn các bạn có biết ở cái khu này là khu gì không nào? Đấy chính là đền Ngọc Sơn nhá. Còn các bạn có thấy một cái cầu màu đỏ son kia không? Đấy chính là cầu gì nào? Cầu Thê Húc. Đúng rồi, cầu Thê Húc đấy các bạn ạ. Có bao nhiêu bạn biết nào? À, Hằng ơi, bây giờ chúng mình cùng ngồi đây để uống trà bí đao đi. Okay. Tôi muốn uống lắm rồi. Ngồi xuống. Nhưng mà Tuyết ơi. Sao? Bình thường á, lần nào lên vào hồ thì tớ cũng ăn kem cả. Lần này thì chúng mình đi ăn kem đi. Bạn Hằng thật là nhõng nhẽo đúng không các bạn? Đã mua trà bí đao rồi bây giờ á, lại đòi ăn kem. Không phải. Đòi ăn kem có phải là nhõng nhẽo đâu. Nhưng các bạn ơi, đấy là tớ có tâm hồn ăn uống mà. Các bạn ơi, tớ cũng giống bạn Hằng đấy. Tớ cũng rất là thích ăn kem. Đấy, đấy chưa. Thế nên là bây giờ chúng mình đi mua kem đi. Đi, tí nữa đi mua kem xong rồi vừa ăn kem vừa uống trà bí đao. Đi nào các bạn. Kem đây rồi, kem đây vào rồi. Vào đây nhá. Ok. Các bạn ơi, vào đây mua kem nào. Em chào chị ạ. Wow. Ở đây có kem ốc quế này các bạn ơi. Ui nhiều màu này. Nhiều vị này. Có vị dâu này, vị vani này, sô-cô-la này. Cốm kìa hả? Bạn lấy kem gì? Tớ thích kem chanh. Chanh à? Bạn lấy nào? Bạn lấy kem chanh. Còn tớ sẽ lấy kem ốc quế này. Kem đậu đỏ đi. Ok. Thế chị ơi cho em một que đậu đỏ với một chanh ạ. Đây. Cầm để tớ lấy tiền. Thế là có kem rồi các bạn ạ. Tụi em bao nhiêu tiền ạ? Có kem rồi các bạn ơi. 2 que. Kem đậu đỏ của tớ. Không, 2 que kem này là của tớ luôn. Tớ sẽ ăn hết, không cho bạn Hằng. Kem của tớ mà. Không, tớ không cho nữa. Thế các bạn ơi, tớ sẽ uống luôn 2 cốc nước bị đau luôn. Hằng. Nào. Trà của tớ mà. Thế thì bây giờ nhá, tớ sẽ cho bạn quay kem của bạn, còn bạn trả nước bí đao của tớ đây. Yeah. Không, của tớ uống ấm mà. Đây. Thật cẩn thận. Này, okay. Cầm kem của bạn. Tớ xin nha. Nè các bạn ơi. Các bạn ơi, mời tất cả các bạn ăn kem với uống nước cùng mình nhé. Xin mời tất cả các bạn. Mình để sẽ uống nước đi. Trước. Đấy. Tớ sẽ ăn kem trước. Tớ uống nước trước, biết đâu nước ngon hơn. Thế á? Tớ đoán thế cái thôi. Cái gì cũng ngon hết đi. Hay là tớ cũng uống nước trước để xem trong nước có cái gì nhỉ? Hình như là ở trong nước này á còn có thạch đấy các bạn ạ. Tại nhìn thấy này còn có hạt chia luôn nè. Tớ thấy có hạt chia nữa đấy. Đúng rồi. Để xem có ngon không nhé. Em lắc đều lên uống cho ngon. Tớ mời tất cả các bạn, mời bạn Hằng. Ok. Chiu. Nào cùng ly nào. Yeah. Mời các bạn nha. Ngon lắm ấy. Ngon không? Ngon, uống đi. Sao, ngon không? Có đúng không? Có thạch đúng không? Có thạch. Với lại là có hạt chia, đúng thật là ngon thật.
cảm thấy mát mát nhở. Uống chả bí đao mà tớ nhận ra một vị. Hả? Vị bí đao còn gì. Đúng rồi. Hình như á, tớ uống chả bí đao lại cảm thấy vị cam. Này, ăn kem đi. Các bạn ơi, chả bí đao này rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đúng rồi. Vừa mát gan này, giải độc nhở. Các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ bóc que kem của tớ nhé. Que kem của tớ là kem chanh bạc hà. Còn kem của tớ là kem đậu đỏ. Đố bạn Hằng biết là que kem của tớ có màu gì? Chanh bạc hà thì chắc là màu xanh thôi. Chắc chắn không? Wow, que kem của tớ xoắn các bạn ạ. Nè, nhìn ngon chưa, ngon chưa? Còn kem của tớ thì không xoắn. Nhìn nè, các bạn thấy que nào ngon hơn? Tớ thấy kem của màu tớ chứ sao nữa. Của tớ hấp dẫn hơn. Của tớ chứ, nhìn nè. Nào, yeah nào. Yeah. Yeah. Mời tất cả các bạn. Mời các bạn nhé. Sao? Lạnh quá. Tất nhiên là lạnh rồi, kem mà. Nhưng mà ăn rất là mát. Ngon quá nhở. Của tớ rất là thơm mùi bạc hà luôn á. Cho tớ miếng. Còn lâu nhé. Thế bạn có cho tớ của bạn không? Nè. Trời đó, tớ nhờ. Biết ngay mà, bạn Hằng toàn thế thôi. Vừa uống nước, vừa ăn kem thử xem nào. Hả? Sao bạn Tuyết uống tham thế? Không phải. Cái gì đã hết nửa cốc rồi. Không phải đâu các bạn ơi, tại vì cốc của tớ là nước ấm, không có đá nên là ít hơn thôi. Còn bạn Hằng nè, nhiều đá nên là đá tan ra là đầy lên thôi, đúng không các bạn? Thế này á, tớ cứ để cho đá tan ra. Uống được đến đây rồi, một tí nữa đá tan ra lại đầy tiếp. Nhưng mà các bạn ơi, uống như thế thì sẽ rất là nhạt. Hết vị bị đau luôn. À, Hằng ơi, tớ bảo này, hay làm một xíu nữa, chúng mình đi xích lô đi. Xích lô á? Ừ, tớ chưa đi bao giờ. Hay đấy. Các bạn đi bao giờ chưa? Một xíu nữa tớ với bạn Hằng sẽ cùng đi xích lô thử. Được nhỉ. Kia có cái xích lô kìa, hay là đi luôn. Đúng rồi, qua luôn nhé. À, chào các bạn đấy chứ. Bye bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.